Không khí tại sân Ủy ban Nhân dân xã Minh Tân ngày hôm nay thì rất là nhộn nhịp và đông vui. Được người dân đã tập họp ra đây để tham gia những cái chương trình trò chơi trong cái lễ hội Thanh Long của xã Minh Tân. Ngày hôm nay thì thật sự là rất là tuyệt vời. Thì sau các cái tiết mục mà mọi người tham dự cuộc thi những cái sản phẩm về trái thanh long ở trong hội trường, thì mọi người sẽ tham gia những cái chương trình trò chơi dân gian của xã sẽ được tổ chức ở bên ngoài này. Bây giờ thì mọi người cũng đang tập trung tại giữa sân Ủy ban Nhân dân xã Minh Tân để tham gia một cái trò chơi rất là vui. Như mọi người có thể quan sát thấy rằng ở bên giữa sân thì đang có một cái dây thừng rất là to. Đó, một cái dây thừng rất là to để cho mọi người tham gia một cái trò chơi dân gian, đó là trò chơi kéo co. Khâu chuẩn bị của mọi người thì cũng đang được bắt đầu rồi. Khán giả cũng như là các vận động viên cũng đã tập trung đầy đủ ở nơi đây để chuẩn bị tham gia một vòng thi đầu tiên. Vòng thi kéo co đầu tiên sẽ được chuẩn bị bắt đầu. Và đây chính là những vận động viên của chúng ta. Những vận động viên của chúng ta thì cũng đã sẵn sàng tư thế đây rồi. Có cả con trai và con gái đang tập trung hết đây rồi. Và xung quanh thì cũng đang rất là đông khán giả. Rất đông khán giả cũng đang đứng xung quanh để cổ vũ cho tất cả các vận động viên của chúng ta tham gia một trò chơi dân gian, đó là trò chơi kéo co. Như các bạn có thể quan sát thấy từ trên cao nhìn xuống thì chúng ta có một cái góc nhìn rất là đầy đủ. Và các vận động viên của hai đội thì cũng đã chuẩn bị rồi, đã vào tư thế sẵn sàng. Ở hai bên cánh gà thì cũng có rất đông khán giả đang tập trung để cổ động cho hai đội tham gia giải thi kéo co. Và vòng thi đầu tiên thì cũng đang chuẩn bị được bắt đầu rồi các bạn nhá. Như vậy là đã bắt đầu rồi các bạn nhá. Cuộc thi đã bắt đầu rồi. Ôi, rất là nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút đồng hồ mà đội bên cánh phải màn hình nhỏ của chúng ta đã giành chiến thắng. Và đội bên cánh trái trong màn hình nhỏ của chúng ta thì không chịu đựng qua nổi 1 phút đồng hồ các bạn ạ. Chứng tỏ rằng đội bên kia rất là khỏe đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi để tiếp tục theo dõi hiệp thi đấu thứ hai các bạn nhé. Và hai đội đã đổi vị trí cho nhau và bây giờ sẽ là hiệp thi đấu thứ hai. Đã bắt đầu, tiếng còi trọng tài đã cất lên rồi. Ôi ôi, rất căng thẳng. Như vậy là đội bên kia đã giành chiến thắng trọn vẹn 2-0. Chưa đầy 1 phút đồng hồ các bạn ạ. Chưa đầy 1 phút đồng hồ mà đội bên kia đã có một cái sức kéo rất là mạnh để cho đội bên này đã không thể chống đỡ được và chiến thắng chung cuộc 2-0. Và tiếp theo bây giờ sẽ là hai đội khác mọi người nhé. Đã vào tư thế chuẩn bị rồi. Như các bạn có thể quan sát thấy thì khán giả càng một ngày càng đông rồi. Và trọng tài đã có tín hiệu. Bắt đầu. Và bây giờ thì hiệp thi đấu thứ hai của hai đội sau thì cũng đã được bắt đầu rồi. Khâu chuẩn bị thì trọng tài cũng đang đứng để căn chỉnh lại dây. Trọng tài đang đứng để căn chỉnh lại dây và chuẩn bị cho hai đội thi đấu. Nghe này, 1, 2, 3, bắt đầu. Rất đông vui mọi người ạ. Rất là đông vui, chương trình mọi người đang rất là tuyệt vời. Rồi, như vậy là đã có kết quả. Tỷ số 2-0 dành cho đội bên cánh trái. Đội mình khỏe thế nhở? Rất là vui. Đúng là trò chơi dân gian mọi người ạ. Chương trình rất là vui luôn. Cảm giác khi chiến thắng thì thấy thế nào các chị? Rất sung sướng. Rất là sung sướng đúng không? Thắng 2 vòng liên tiếp luôn à? 2-0 đúng không? Thế là chuẩn bị, đây là mới đang vòng loại thôi. Chắc là lát nữa mới vào bán kết chung kết chứ. Rồi, chúc cho các chị giật được giải nhất nhá. Các chị em người Tày tham gia trò chơi kéo co rất là vui. Cố lên! Vâng, bên bảng là bên Việt Nam chiếm thế thượng phong, rất khỏe. Vâng, và bên bảng là bên Hải đang cố gắng cầm cự vâng và đang được sắp được rồi, sắp về. Vâng, và bên Việt Nam chiếm thế thượng phong và chiếm thế thượng phong rồi. Rất khỏe và bên Hải rất khỏe. Vâng, vâng, sau một lúc hiệp thi đấu quyết định của hai đội này, hai đội này ăn miếng chả môi thủ thì đội bên Hải Đông. Hai đội vào cuộc rất là không được. Vâng. Bây giờ đang cố gắng công cụ. Cố lên. Và đây là trận chung kết của giải thi kéo co các bạn nhá. Mai 1 và mai 3. Chung kết của giải kéo co. Và các bạn chuẩn bị chưa? Và set đấu thứ hai đã được chuẩn bị bắt đầu rồi các bạn ơi. Tiếng còi của trọng tài bắt đầu. Hết tuyệt vời. Vâng, đội mà bàn ba đội vẫn chưa biết được không? Rất tuyệt vời. Vâng, đội luôn là đã mang về chiến thắng cho mình từng giải chung kết kéo co mừng lễ hội Thanh Long, sắp mời Thanh Long của xã Thanh Long. Thì kết thúc tại đây với xin chúc mừng đội Thanh Long đã mang về chiến thắng trong giải kéo co của lễ hội sắp mời Thanh Long trong ngày hôm nay. Như vậy là đội Mai 1 đã chiến thắng, giành giải nhất trong cuộc thi kéo co mọi người ạ. Và chuẩn bị đến tiếp tục là trò chơi đập bóng. 1, 2. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Vâng, người quân nằm ở trên sân chưa đi đâu cả đúng không ạ? Đây, ôi trời ơi. Vâng, bên nào mặt sân đang chiếm thế rồi không? Vâng, các vận động viên ở vòng sen rất vâng, các vận động viên rất tốt, các chuyên viên rất tốt, đã hiểu được cái trận đấu này rồi. Vâng, các đang tập trung, vâng, các vận động viên đang tập trung lại. Vâng, rất tốt, các vận động viên. Vâng.